Chiều 15 tháng 12, xung quanh việc các bị hại kê khai số tiền đã nộp vào công ty Alibaba, hội đồng xét xử nhận được nhiều yêu cầu muốn lấy lại tiền vốn lẫn lãi liên quan các hợp đồng mua đất đã ký với Nguyễn Thái Luyện, sinh năm 1985, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Alibaba. Tuy nhiên, có bị hại chỉ muốn lấy đất vì cho rằng công ty Alibaba có đất thật. Có bị hại chỉ hy vọng lấy lại nửa số tiền đã đầu tư. Một bị hại tên VTT ở thành phố Thủ Đức, từng là nhân viên môi giới của công ty Alibaba, đầu tư hơn 368 triệu đồng vào các dự án của Luyện, tha thiết được lấy lại vốn. Trước tòa, bà T cho biết bà thậm chí chỉ mong lấy lại một nửa số tiền trên vì không có hy vọng lấy được toàn bộ số tiền. Một bị hại khác từng làm tại công ty Alibaba tham dự phiên tòa với tư cách bị hại là bà BHS ngụ ở Đồng Nai. Bà S từng là lao công tại một công ty con trong 22 công ty con do Nguyễn Thái Luyện thành lập, đã đầu tư cho công ty này hơn 1 tỷ đồng cho 8 lô đất thuộc 7 dự án khác nhau. Theo bà S, trong khoản đầu tư này hơn 400 triệu đồng là bà vay ngân hàng, còn lại là tiền chơi hụi và vay mượn bên ngoài. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình giúp bà trả tiền vay ngân hàng, số còn lại bà chưa trả hết. Bà S ngậm ngùi nói, nhà tôi nghèo lắm, chồng tôi mất lâu rồi, tôi ở với con, đứa lớn, đứa bé đều chửi tôi. Tiền tôi vay mượn không trả được, người đời sỉ nhục. 5 tháng trước, tôi bị tai nạn giao thông gãy chân, người gây tai nạn cũng chạy mất. Đôi khi tôi chỉ muốn chết đi thôi. Bà S kể, thời điểm công ty này thành lập văn phòng ở đầu hẻm dẫn vào nhà bà, nhân viên môi giới thường xuyên chèo kéo bà mua dự án nhưng bà không tin tưởng. Sau đó, họ mời bà vào công ty làm nhân viên quét dọn. Thời gian làm việc ở đây, bà nhìn thấy rất nhiều khách hàng đến mua đất và lấy được lợi nhuận. Mãi sau này, bà mới biết số lợi nhuận đấy khách hàng tiếp tục được tái đầu tư vào các dự án của công ty này. Nhân viên môi giới tiếp tục chèo kéo bà mua đất dự án, nếu không đủ tiền thì cho trả góp. Bà S dần bị lay chuyển, theo nhân viên môi giới đi xem đất. Bà cho rằng công ty có dẫn đi xem đất thật, các lô đất còn được đánh số ô, nhưng bà không rõ về pháp lý. Tuy nhiên, vì sức khỏe không cho phép, bà chỉ đi xem những dự án ở gần. Nhiều dự án xa bà không đi thực tế mà tìm hiểu dự án qua bản vẽ công ty này cung cấp. Theo lời bà S, gần nhà bà còn 3 người nữa dính vào các dự án ma của Nguyễn Thái Luyện. Hôm nay, 4 người hàng xóm nhắc nhau đến tòa để mong lấy lại được số tiền đã đầu tư, nếu không lấy được tiền thì mong nhận lại phần đất đã mua.